quý vị khán giả theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu của tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, người đứng đầu cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc hôm nay cam kết sẽ tích cực đối phó với sự biến động của thị trường trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông sau các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel. Phát biểu tại cuộc họp khẩn để kiểm tra tình hình thị trường, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc FSD, ông Kim Jo Hyun cho biết, thị trường tài chính của nước này hiện vẫn ổn định do tiếp xúc hạn chế với nền kinh tế Trung Đông. Ông nói thêm, thị trường tài chính dường như vẫn ổn định, nhưng bất ổn liên quan đến thay đổi trong chính sách tài khoá của Mỹ tiếp tục gia tăng cũng như rủi ro địa chính trị ở Trung Đông. Ông Kim kêu gọi các bước đi bình tĩnh và khách quan để đối phó với khủng hoảng, đồng thời cho rằng những người tham gia thị trường không cần phải lo lắng quá mức. Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Choi Sang Mok cho biết, chính phủ sẽ gia hạn giảm thuế tiêu thụ nhiên liệu thêm hai tháng nữa trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông. Hàn Quốc áp dụng mức giảm giá 25% đối với việc tiêu thụ xăng và giảm 37% đối với việc tiêu thụ dầu diesel và khí đốt hóa lỏng, dự kiến sẽ hết hạn vào cuối tháng này. Hàn Quốc phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, vì thế chính phủ đã thực hiện kế hoạch cắt giảm thuế nhiên liệu vào năm 2021, đồng thời gia hạn kế hoạch này 8 lần cho đến nay. Các công ty vận chuyển ở Singapore cũng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến chính trị ở Trung Đông. Dự kiến thì chi phí vận chuyển sẽ tăng do các tuyến đường vận chuyển bị hạn chế và chi phí nhiên liệu gia tăng. Theo công ty vận tải quốc tế Singapore, cách đây 2 tháng, giá vận chuyển một container rơi vào khoảng 2.000 đô la Mỹ, nhưng hiện tại giá vận chuyển dự kiến sẽ gia tăng khi chi phí đã tăng hơn gấp đôi do các tàu phải đi qua các tuyến đường dài hơn trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel. Bà Sarah cao tổng giám đốc công ty vận tải quốc tế Singapore cho biết, với hành trình dài hơn thì sẽ tốn nhiều nhiên liệu, vì thế chắc chắn giá nhiên liệu sẽ tăng lên. Theo tôi, chi phí vận chuyển tăng có thể tăng từ 500 đến 800 đô la Mỹ. Bên cạnh chi phí, cuộc xung đột giữa Iran Israel có thể ảnh hưởng lịch trình vận chuyển của tàu, bà Khao cho biết thêm. Tàu phải chuyển hướng sang các khu vực xung quanh để đảm bảo an toàn, lịch trình thay đổi sẽ ảnh hưởng lớn đến cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng. Vì căng thẳng địa chính trị tiếp tục là ẩn số của thị trường, các chủ đề của tuần này được dự đoán sẽ bị chi phối do sự leo thang giữa Iran và Israel, cùng với hàng loạt chỉ số kinh tế quan trọng sẽ được công bố. Tuần qua được đánh giá là tồi tệ đối với chỉ số Dow Jones khi giảm 2,23% xuống 37.983,24 điểm, mức đóng cửa thấp nhất kể từ cuối tháng 1. Chỉ số S&P 500 giảm 1,55%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,45%. Điều này xảy ra khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm vọt lên tới 4,467%, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2023. Trên bình diện rộng hơn, công cụ theo dõi FedWatch cho thấy người tham gia thị trường nhìn thấy 56% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6, giảm từ 70% một tháng trước đó. Giám đốc chiến lược công ty dịch vụ tài chính Morningstar là ông David Sekera nhận định lạm phát tổng thể có thể đạt 2,2% trong năm nay và Fed có khả năng cắt giảm lãi suất sau tháng 6. Ngoài ra, Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất tại mọi cuộc họp trong thời gian còn lại của năm và lãi suất quỹ liên bang giảm xuống mức 4 đến 4,5%. Tuần này thị trường có thể gặp nhiều biến động hơn trong bối cảnh tràn ngập tin tức về bất ổn địa chính trị, đặc biệt là tại Trung Đông. Với việc Iran phóng máy bay không người lái và tên lửa vào Israel ngày 13 tháng 4, sự leo thang tiềm tàng sẽ tác động đến thị trường. Phóng viên tin tức kinh doanh Alexis Ristoforo của đài ABC News cho biết, Tình hình Trung Đông đang khiến phong quân cảnh giác cao độ. Tôi đang nghĩ đến khả năng bán tháo cổ phiếu vào phiên đầu tuần này. Chứng khoán tăng cao với hy vọng, phép sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Nhưng hy vọng đó tăng thành mây khói với nguy cơ về một cuộc xung đột rộng hơn ở Trung Đông. Hôm nay, số liệu sản lượng công nghiệp của khu vực đồng euro cũng như chỉ số sản xuất Empire State tháng 4 và doanh số bán lẻ của Mỹ được công bố. Ngày mai, số liệu về sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ của Trung Quốc sẽ hỗ trợ tăng trưởng. Ngày 18 tháng 4, tâm điểm dồn vào Mỹ khi chỉ số triển vọng kinh doanh Fed Philadelphia được công bố. Cổ phiếu châu Á hôm nay sụt giảm do tâm lý rủi ro bị ảnh hưởng sau cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm hơn 1%, trong khi chỉ số S&P ASX 200 của Úc mất 0,6%. Căng thẳng leo thang làm dấy lên làn sóng tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, khiến vàng tăng 0,51% lên 2.356,39 đô la Mỹ một ounce, kéo dài mức tăng 1,6% so với tuần trước. Giá dầu Brent giảm 0,5% xuống mức 90,01 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu kỳ hạn WTM của Mỹ giảm khoảng 0,6% xuống 85,13 đô la Mỹ một thùng. Người sáng lập của nhà cung cấp dữ liệu cho các thị trường vị mô và hàng hóa năng lượng Energy Aspect, bà Amrita Sten đánh giá. Theo tôi, Israel và Iran không muốn rơi vào một cuộc xung đột rộng hơn có thể ảnh hưởng đến dầu mỏ. Đây chỉ là một chút rủi ro địa chính trị sẽ khiến giá dầu cao hơn trong tuần này. Thước đo chính về chi tiêu vốn của Nhật Bản trong tháng 2 đã tăng mạnh nhất trong một năm. Đây là dấu hiệu tích cực cho nhu cầu trong nước, ngay cả khi nhà chức trách lo ngại về việc đồng yên suy yếu sẽ tác động đến chi phí. Dữ liệu cho văn phòng nội các Nhật Bản công bố hôm nay cho thấy đơn đặt hàng máy móc cốt lõi tăng 7,7% trong tháng 2 so với tháng trước đó, đồng thời vượt xa mức tăng 0,8% mà các nhà kinh tế của hãng Tin Reuters dự đoán. Đây là mức tăng nhanh nhất về số lượng đơn đặt hàng cốt lõi kể từ tháng 1 năm 2023. Dữ liệu trên được công bố trong bối cảnh có lo ngại xung quanh sự suy yếu kéo dài của đồng yên đồng tiền này giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm so với đồng đô la Mỹ, khi tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền trên ở mức 1 đô la Mỹ đổi được 153 yên vào tuần trước. Điều này có thể khiến giá nhập khẩu tăng cao và gây thêm áp lực cho chi phí sinh hoạt. Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ đã chấm dứt lại suất âm trong bức chuyển mình khỏi chính sách tiền tệ siêu lỏng. Tuy nhiên, BOJ vẫn tuyên bố lộ trình thần trọng trong việc thắt chặt chính sách ở thời gian còn lại của năm nay. Chi tiêu vốn là một trong những yếu tố mà các nhà hoạch định chính sách sẽ xem xét khi họ tìm cách đưa Nhật Bản đi theo con đường bình thường hóa chính sách tiền tệ. Các doanh nghiệp Nhật Bản gần đây đã tăng tốc tham gia vào hoạt động khai thác lithium, kim loại quan trọng dùng để sản xuất pin xe điện. Đài NHK hôm nay đưa tin, Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Mitsui đã hợp tác với công ty khai thác mỏ Anlas Lithium có trụ sở tại Mỹ để triển khai dự án khai thác lithium ở Brazil, trong đó, Mitsui đầu tư 30 triệu đô la Mỹ vào một trong những mỏ lithium lớn nhất Brazil thuộc quản lý của Atlas Lithium. Mitsui sẽ có quyền mua 315.000 tấn khoáng chất chứa lithium trong 5 năm. Số lượng này đủ để sản xuất pin cho 1 triệu xe điện. Dự kiến khu mỏ sẽ đi vào khai thác từ tháng 6 và bắt đầu sản xuất vào cuối năm nay. Tập đoàn công nghiệp Mitsubishi tháng trước cũng công bố kế hoạch thành lập liên doanh với công ty khai thác mỏ Brontire Lithium của Canada để phát triển khu mỏ ở tỉnh Ontario, Canada. Nỗ lực của các công ty Nhật Bản nhằm đảm bảo nguồn cung lithium trong bối cảnh xe điện và các sản phẩm chạy bằng pin khác ngày càng phổ biến. Công ty bất động sản Vanke có trụ sở tại thành phố Thâm Quyến Trung Quốc cho biết đang tìm cách giải quyết vấn đề thanh khoản và thuyết phục nhà đầu tư rằng sẽ không đi theo vết xe đổ của các ông lớn như Country Garden hay Evergrande. Trong cuộc họp với nhà đầu tư hôm qua, Văn Khê đã công bố kế hoạch ổn định tình hình thanh khoản và giảm nợ. Theo đó, công ty đặt mục tiêu tăng dòng tiền bằng cách cắt giảm khoản nợ 100 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 13,82 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm tới. Ban giám đốc Văn Khê cũng cam kết sẽ giao nhà đúng hạn tại các công trình đang thi công. Tuần trước, cổ phiếu của Văn Khê giảm giá mạnh, tạo ra cú sốc cho toàn ngành. Cụ thể, các phiên giao dịch hôm 12 tháng 4, cổ phiếu Văn Khê giảm 7%. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của công ty giảm 44,2%, đã giảm diện ra sau khi tổ chức đánh giá tín dụng S&P Global trở thành tổ chức xếp hạng tín dụng toàn cầu thứ ba sau Moody và Fitch hạ mức đánh giá tín dụng của Vanke. Theo đó, S&P Global hạ đánh giá tín dụng của Vanke từ BBB+ xuống BB+, tức là vùng trụ ro cao, sau khi công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc là Country Garden phá sản. Công ty đứng thứ hai là Vanke đang kỳ vọng quá trình thương lượng và các chủ nợ sẽ giúp cho công ty phần nào vơi bớt gánh nặng thanh khoản và tạo nền tảng cho một thỏa thuận hoán đổi nợ, giúp tránh rủi ro không thể thanh toán. Để bảo vệ người nộp thuế tốt hơn trong trường hợp một ngân hàng quan trọng phá sản, chính phủ Thụy Sĩ đã trình bày danh mục để xử lý vấn đề liên quan đến khái niệm quá lớn để thất bại. Hiện nay, cơ quan giám sát thị trường tài chính của Thụy Sĩ đã gia hạn cho UBS đến năm 2030 để thực hiện các khoản phủ phí vốn lũy tiếng này. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Squiam Stontag, Bộ trưởng Tài chính Karin keller sutter hôm qua cho rằng không có phương thuốc chữa bất bệnh, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của đề xuất rằng các công ty chủ quản những ngân hàng quan trọng trong hệ thống phải trả lại cổ phần nước ngoài của họ với tối đa 100% vốn chủ sở hữu. Bà cho biết hiện nay yêu cầu về an toàn vốn là 60%, Bộ trưởng keller Sutter cho biết, UBS phải tích lũy thêm vốn cổ phần vì ngân hàng này trở nên lớn hơn nhiều sau khi tiếp quản Credit Suisse. Hiện cơ quan giám sát thị trường tài chính của Thụy Sĩ đã gia hạn cho UBS đến năm 2030 để thực hiện các khoản phủ phí vốn lũy tiến này. Tuy nhiên, khoản vốn để hỗ trợ bổ sung cho các công ty ở nước ngoài không nằm trong số này vì số tiền hỗ trợ cần thiết vẫn chưa được xác định. Bộ trưởng Kenler Sutter nói thêm, nếu biện pháp này được thực hiện, UBS sẽ phải huy động thêm vốn Dữ liệu từ tập đoàn nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông IDC cho thấy, lô hàng điện thoại thông minh của hãng Apple giảm khoảng 10% trong quý 1 năm 2024 do bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các nhà sản xuất điện thoại thông minh Android. Theo IDC, các lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu đã tăng 7,8% lên 289,4 triệu chiếc trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, trong đó Samsung chiếm 20,8% thị phần, trở thành nhà sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới. Trong khi đó, sau khi vươn lên mạnh mẽ trong tháng 12 năm 2023, Apple trở lại vị trí thứ hai với 17,3% thị phần. Nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi chiếm vị trí thứ ba với thị phần 14,1% trong quý đầu tiên. IDC cho biết, giá bán trung bình của các thiết bị cầm tay đang tăng lên do người tiêu dùng ngày càng lựa chọn các mẫu cao cấp. Tuy nhiên, tập đoàn nghiên cứu này lưu ý, Apple bán được thiết bị iPhone 15 Pro với giá cao nên doanh thu tăng. Tuy nhiên, công ty cũng đã phải sử dụng các biện pháp giảm giá bất thường để thúc đẩy doanh số bán hàng. Trong đó, một số đối tác bán lẻ tại Trung Quốc đã giảm tới 180 đô la Mỹ so với giá thông thường. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, tổng giá trị vốn hóa thị trường của hai nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc là Hyundai Motor và Kia sẽ vượt qua con số 100.000 tỷ won, tương đương với khoảng 72,2 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Kể từ đầu năm 2024, giá trị cổ phiếu của Hyundai Motor đã tăng khoảng 16,9% và giá cổ phiếu của Kia tăng 9,8%. Vào tháng 3, giá trị vốn hóa thị trường tổng hợp của hai nhà sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc đã có lúc vượt qua ngưỡng 100.000 tỷ won, nhưng đi xuống ngay sau đó. Tính đến ngày 14 tháng 4, tổng vốn hóa thị trường của hai công ty đang dừng ở mức 94.380 tỷ won với Hyundai Motor trị giá 50.230 tỷ won và Kia trị giá 44.140 tỷ won. Các nhà quan sát trong ngành kỳ vọng mức vốn hóa thị trường của hai công ty này sẽ tăng trở lại trên 100.000 tỷ won nhờ việc cải thiện hiệu suất bán hàng, tập trung vào các mẫu xe cao cấp. Mặc dù tổng lượng xe bán ra trong quý 1 năm 2024 của cả Hyundai và Kia thấp hơn với cùng kỳ năm trước, nhưng hai hãng đã đạt được giá trị gia tăng lớn hơn khi lượng xe bán ra có giá thành cao hơn. Kết quả tổng hợp dự báo thu nhập từ nhiều công ty môi giới khác nhau của công ty chuyên phân tích số liệu Zonhap Informat cho thấy, Hyundai Motor dự kiến sẽ đạt mức doanh thu 39.660 tỷ won trong quý 1 năm 2024, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, và Kia dự kiến sẽ có mức doanh thu tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 24.730 tỷ won. Thưa quý vị, Hy Lạp đã có một năm kỷ lục về du lịch vào năm 2023, với doanh thu vượt xa mức trước đại dịch Covid-19. Con số trong mùa du lịch năm nay cũng rất hứa hẹn, với một số khu vực đã có tỷ lệ đặt phòng cao. Các chủ khách sạn đang hy vọng mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách du lịch và từ đó mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho họ. Là một chủ khách sạn trên hòn đảo cách thủ đô Athens 40 phút đi phà, ông Janis Kalamakis không ngờ mùa du lịch ở đây lại trở nên bận rộn như những địa điểm du lịch nổi tiếng khác, ông cho biết. Trước đây mùa du lịch kết thúc vào đầu tháng 9, nhưng năm 2023, tháng 9 và tháng 10 đã kín chỗ, thậm chí du khách còn đến vào tháng 11, khiến cho mùa du lịch năm ngoái trở nên dài hơn. Và hơn nữa, còn một việc ông vừa bắt đầu gặp từ đầu năm nay, ông cho biết. Du khách không chỉ đặt phòng cho mùa xuân mà còn vào mùa hè, tháng 9 và tháng 10, số lượng đặt phòng tăng đến hơn 60%. Và không chỉ mình ông Kalamakis bận rộn, Hy Lạp vừa trải qua mùa du lịch tuyệt vời nhất từ trước đến nay khi doanh thu du lịch nước ngoài năm 2023 tăng hơn 10% so với năm 2019, năm kỷ lục gần nhất. Trong khi một số hòn đảo của Hy Lạp và thủ đô Athens đã hoạt động hết công suất cho đến cuối tháng 10, một số du khách cũng đang đa dạng hóa kỳ nghỉ của mình. Ông Evgenios Stilikos, thành viên Hiệp hội Chủ khách sạn Hellenic, nói. Nghĩ đến Hy Lạp, người ta thường nói tới thành cổ Acropolis, về mặt trời và bãi biển. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã chuyển đổi. Mọi người đang làm quen với những địa điểm mới, chứ không chỉ những địa điểm nổi tiếng trong 30 năm qua. Chúng tôi thấy rất nhiều người đang cố gắng chuyển sang một nơi nào đó khác biệt, một nơi nào đó xa xôi hơn. Đó là một trong những lý do khiến số lượng khách du lịch đến thăm Hy Lạp tăng từ 27 triệu vào năm 2022 lên 32 triệu vào năm ngoái. Nhưng mặc dù những con số đó có vẻ khả quan, nhưng theo Hiệp hội Chủ khách sạn Hellenic, vẫn có nhiều vấn đề còn tồn tại. Ông Stilikos cho biết, ngành du lịch cần phải thay đổi, có thể số lượng người đến là như nhau, nhưng để họ chi tiêu nhiều hơn, theo tôi phải cải thiện chất lượng dịch vụ. Để thực hiện điều này, Hiệp hội các chủ khách sạn mong muốn xây dựng cơ sở hạ tầng tốt hơn để giúp du khách dễ dàng tiếp cận các điểm tham quan. Với doanh thu hơn 20 tỷ đô la Mỹ, năm 2023 là năm tốt nhất đối với du lịch Hy Lạp. Còn đối với năm nay, mặc dù mới chỉ bắt đầu mùa du lịch, nhưng lượng đặt phòng cho mùa hè đã lên tới hơn 60% ở những điểm đến phổ biến nhất. Bộ trưởng du lịch Onga Kefalozani cho biết, việc tiếp cận các phân khúc mới như thế hệ Z, tức là người sinh ra từ năm 1996 đến năm 2010 và dân du mục kỹ thuật số là ưu tiên của Hy Lạp thông qua việc đa dạng hóa các sản phẩm. Phát thảo chiến lược quảng bá và tiếp thị du lịch của Bộ trong năm 2024, bà Kefalozani cho biết sẽ bao gồm một chính sách tiếp thị tích cực nhằm quảng bá các sản phẩm du lịch đa chủ đề, khác biệt tại các thị trường truyền thống và thị trường mục tiêu mới nổi. Quý vị khán giả vừa theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu của tỉnh Đồng Nai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.